Rồi chào tất cả anh em nha. Rồi anh em quay review cho anh em xem con xe rùa 3 bánh của chúng ta ha. Rất đẹp luôn nha anh em. Này nó chạy động cơ xăng Kubota luôn nha. Bồng bổng luôn, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Số thì là 4 số, 1 số lui, 3 số tới chứ có hỗ trợ visa. Đó. Tay ga nè. Này thì nó đạp con chân luôn ha. Này. Hai càng để em dỡ cục máy lên cho anh em mình xem cái con máy nữa ha. Động cơ Kubota đây. Kubota GH170 nha anh em. Công suất máy là 6 bs ha. Để mà sẽ đo kích thước cái thùng nha. Thùng thì anh em có thể mở ra được ha. Con này thùng liền không có ben nha anh em. Trời mới vừa mưa xuống này nó còn nó ướt thùng nè. Chiều ngang thùng là 1m16 nha anh em. Giờ thùng là 1m84. À, nếu mà phụ bì 1m8 nha. Mà để mà sẽ nhận thợ cho nổ máy thử chạy tới chạy lui cho anh em mình coi ha. Con này thì tải của nó là 500kg nha. Anh em có thể chở tối đa lên khoảng 700-800kg vẫn được nha. Rồi. Đóng e cái đi. Hả? Mở công tắc rồi nè. E chưa có đóng sát á, cái phải kéo sát ra để mình dập nó mới lên xăng được. Dễ nổ lắm. Động cơ Kubota đời mới luôn nha anh em. Cái dòng 3 bánh thì mình lái nó nhẹ. Chắc hết xăng rồi quá. Bỏ đổ xăng vô đi. Xăng trong kia kìa. Hết xăng à. Rồi nổ rồi. Này giờ anh em, anh chị em mình có mua giờ mình chở phân rồi đi bỏ hoặc là chở tiêu rồi ha. Chở đồ vật liệu xây dựng, đất cát đá đồ, muốn chở gì cũng được hết. Di chuyển ra rất là dễ luôn á. Ba bánh thì lái nó nhẹ ha. Dê dê vô đây bỏ cua ra.
Thấy rất là im luôn. Con này giật nó dễ nổ lắm, động cơ đời mới nha anh em. Giật nhẹ nổ rồi. Ở đây là trước khi mà giao xe cho anh em là em kiểm tra máy móc là thay nhớt mới đầy đủ hết. Đó. Canh máy cho anh em ngon, giờ anh em giật nhẹ là nổ. Bảo hành máy cho anh em 1 năm. Anh em nào mua thì cứ việc liên hệ trực tiếp của em nha, qua số điện thoại 0373 453 633 nha anh em. Hoặc là anh em có thể mà muốn tới cửa hàng xem trực tiếp thì có thể đến cửa hàng qua địa chỉ là cửa hàng Nông Mưa Cơ Nguyễn Châu ha. Chỉ là 277 46 Hùng Vương. Thị trấn Ngay Dầu, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.